Có rất nhiều giọng ca và rất nhiều người mà muốn lên để đóng góp, thì chúng tôi cũng xin có thêm một cái ý kiến nhỏ, là có cái đề nghị rằng là nếu có người nào muốn lên đây nói một cái gì đó với anh em, chúng ta rất là fair, rất là bình đẳng, không phải là người nào muốn hát mới được. Thành ra do đó nếu ai muốn có gì có nói thì xin cho chúng tôi biết trước, chúng tôi sẽ để 2 phút để cho người đó nói với quý vị. Bây giờ chương trình sẽ tiếp tục với giọng ca của chị Lai với bản nhạc Để Quên Con Chim. À xin lỗi, Để Quên Con Chim. Hãy subscribe.